đến với màn dự thi giới thiệu sách theo chủ đề cuốn sách tôi yêu năm 2021 của chi đội lớp 6A1 gồm các bạn như bạn Minh Chí, bạn Huy Bách, bạn Hải Đăng, bạn My Anh, bạn Ngọc Tú và bạn Linh Chi. Rất nhiều cuốn truyện, cuốn sách nói về những doanh nhân nổi tiếng như Newton, Marie Curie, Napoleon vân vân. Nhưng trong đó, cuốn truyện mà chúng tôi yêu thích nhất là cuốn truyện tranh Edison. Điểm đặc biệt của thể loại truyện tranh là có những hình vẽ sinh động cùng những lời chú dẫn hài hước giúp chúng ta có thể dễ nhớ và rất dễ hình dung về bối cảnh của câu chuyện. Bìa sách được chủ đạo bằng hai màu xanh trắng cùng với những hình vẽ ngộ nghĩnh về những phát minh vĩ đại của Edison. Mặt sau của cuốn sách là ghi những cái thông tin của cuốn sách như năm xuất bản, nhà xuất bản và nội dung. Giá thành được in trên cuốn sách là 30.000 đồng dành cho lứa tuổi thiếu niên. Các bạn có thể mua những cuốn như thế này ở dòng phố sách Lý Thường Kiệt. Trang truyện là một ấn tượng sâu đậm cho lòng tôi. Cuốn truyện có 160 trang chia làm 6 chương thuận theo cuộc đời của Edison. Những câu nói của ông là lời cổ vũ mỗi khi tôi gặp khó khăn. Còn lưu lại trong tâm trí tôi chỉ trừ trước lúc tôi có chắc chờ để vang lên. Thiên tài chỉ được hình thành nhờ 1% trí thông minh, còn 99% là do sự siêu năng cần cù. Từng trang sách là những câu chuyện thú vị của doanh nhân tài ba này. Cuốn hút tôi vào tuổi thơ dữ dội của ông. Chương một của truyện nói về sự ra đời của Edison. Edison sinh vào ngày 1 tháng 2 năm 1847 tại làng Milan, bang Ohio, nước Mỹ, trong một gia đình năm con. Ông là cậu bé cực kỳ tò mò và hiếu động, luôn thích khám phá thế giới xung quanh để tìm ra nguyên lý của chúng. Cậu muốn trứng đẻ ra gà, muốn thành gà mái để ấp trứng thành gà con. Cậu luôn làm khó người lớn bởi những câu hỏi óc búa như tại sao mặt trời lại mọc ở đâu, tại sao ông lại sống chung với nhà đầy lỗ thủng thế kia. Khi rời Milan một năm, cậu lên tiểu học học và bị cô đánh và nói là đồ ngu. Vì muốn thỏa mãn niềm đam mê khám phá và tìm tòi của mình nên trong chương 2 của câu chuyện đã nói cho chúng ta biết việc của cậu bé Edison quyết định tiền sau khi đọc những cuốn truyện như truyện tranh danh nhân, truyện lịch sử thế giới, truyện công khoa học tự nhiên và khoa học thực nghiệm. Tại thời điểm này, Edison mới có 11 tuổi, đợi tuổi được ăn, được cấp sách tới trường để chơi, để học. Thì Edison lại nói với bố mẹ mình sẽ đi bán rau và kết quả có lãi $30 sau lần bán đầu tiên. Ngày hôm sau, Edison kiếm tiền không biết mệt, có mang về cho bố mẹ mình $600 qua một vụ bán rau và bắt đầu nuôi dưỡng ấp mơ đang ấp ủ. Phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, nơi đây là những bước đi đầu tiên của nhà phát minh vĩ đại Edison. Giấc mơ vĩ đại của Edison được thực hiện từ trong bóng tối, nơi tầng hầm chật chội này. Trong chương này, Edison đã thực hiện một cuộc thí nghiệm. Cậu đã cho con trợ lý của mình uống axit đun sôi, hy vọng có thể bay lên trời như khinh khí cầu. Sau những vụ động trời ấy, người mẹ là người đã giúp cho Edison vững vàng hơn trên con đường trở thành nhà phát minh vĩ đại. Điều đó đã nói cho chúng ta biết rằng có một yếu tố làm nên thành công, đó chính là khát vọng. Dù cho gặp khó khăn, thất bại thì họ vẫn luôn cố gắng hướng tới mục tiêu của mình. Khát vọng sẽ được nuôi dưỡng khi ta có những ý nghĩ như sẽ làm được, sẽ làm được. Trong chương 3 và 4, cuốn sách tiếp tục đưa chúng ta đến với những hoài bão và ước mơ của Edison. Bây giờ Edison đã 12 tuổi và quyết tâm không bán rau nữa, mà cậu nghe theo Michael đi bán báo trên tàu. Việc kiếm tiền trên tàu nhờ bán báo không ngoài mục đích thực hiện các thí nghiệm của mình. Vì thế Edison cũng xin phép được các chú trưởng tàu cho một khoang trống để chứa hóa chất phục vụ cho việc thí nghiệm và còn được chú trưởng tàu dạy cho cách lái tàu. Vì một sự cố nhỏ khi chứa trưởng tàu ngủ gật, Edison thay chú lái dẫn đến phòng thí nghiệm di động trên tàu đã bị cháy và thế là hết không được thực hiện thí nghiệm trên tàu nữa. Nhưng công việc bán báo vẫn được thực hiện đến khi 15 tuổi. Cậu đã cứu được mạng sống của con trai chú trưởng tàu trong gang tấc. Để cảm ơn cho hành động dũng cảm của Edison, chú trưởng tàu đã quyết định dạy kỹ thuật điện tín cho cậu. Và nhờ thành công với phương pháp truyền tin bằng còi tàu mà Edison đã được công nhận là kỹ sư điện tín bậc nhất. Ngày thì làm thí nghiệm, đêm thì gửi và nhận tin khiến cậu bé mất ngủ trầm trọng. Cậu phải nghiên cứu để nghĩ ra cách gửi báo cáo tự động và cậu đã chế tạo ra máy phát tín hiệu tự động rất đúng giờ hẹn. Thú nhận lương là Edison rất hết tiền và mua sách và dụng cụ để làm thí nghiệm. Vì vậy, cậu phải đi bộ hàng chục km dưới trời tuyết lạnh giữ để đi làm. Càng đọc, chúng tôi càng thấy bị cuốn hút và những niềm đam mê cháy bỏng của Edison. Sự kiên trì đã giúp ông thành công và đem lại những thành tựu như bây giờ. Bước đi đầu tiên của nhà phát minh Edison được thể hiện trong chương 5 của cuốn truyện. Bằng kỹ sư siêu hạng của Mississippi được trao cho ông sau khi ông sáng chế ra thiết bị truyền tin tái sinh tự động vào năm 1800.
1968, Ford sáng chế ra máy kiểm phiếu tự động. Làm nghề kỹ sư điện tín ở Mỹ và Canada cho đến năm 1869, Edison đến New York và bắt đầu sự nghiệp phát minh của mình. Tiếp nhận được từ các phát minh như thiết bị ghi chép tin tự động, máy điện báo tự động, Edison thành lập được Viện Nghiên cứu ở Menlo Park vào năm 1876 và phát minh ra máy phát sóng điện thoại. Để chế tạo bóng đèn điện, Edison hầu như thức trắng đêm, thí nghiệm trên tất cả mọi thứ như sợi chỉ, râu, tóc. Còn để chế tạo giác quy kiềm, ông phải tiến hành 5.000 cuộc thí nghiệm trong vòng 10 năm mà ngày nay chúng ta vẫn sử dụng. Trải qua biết bao khó khăn và thất bại, nhà phát minh Edison làm say mê, kiên trì, nên lại của ông đã đem lại cho nhân loại hơn 1.300 phát minh được trình bày trong chương cuối cùng của chuyện này. Thuở nhỏ, ông đã luôn là thần tượng trong tôi. Quả thực, Edison luôn luôn xứng đáng với danh hiệu danh nhân thế giới bằng những cống hiến không ngừng nghỉ của mình. Ông là tấm gương về lòng tự tin và khoa học. Năm 1931, Thomas Edison từ trần, họ 84 tuổi. Có lẽ cho chúng ta, rất nhiều bạn trẻ dành thời gian dạy cho các thiết bị điện tử như Smart iPhone, TV, bỏ quên thói quen đọc sách. Đối với tôi, đây là một cuốn sách rất hay dành cho các bạn. Nó không chỉ mang lại sự giải trí, nó còn tìm lại nguồn tri thức vô hạn và rút ra bài học, kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Edison với suy nghĩ thất bại là mẹ của thành công, ông đã không chịu lùi bước trước thất bại, vượt qua mọi khó khăn, kiên trì, quyết tâm, quyết chí đến cùng để giành được vinh quang. Đây là một đức tính tốt, chúng ta nên học tập và noi theo. Câu chuyện xin được khép lại tại đây, gỡ cuốn sách lại. Chúng tôi nghiền ngẫm, luôn nhắc nhở bản thân rằng chúng ta phải luôn chăm chỉ, bền bỉ và cố gắng nhiều hơn nữa. Và đặc biệt, các bạn đừng có quên đọc sách trong thời gian rảnh rỗi nhé.